Bạn nhá, đang ở quán Sấp Ba nhá. Sấp Ba rất là đẹp luôn. Đây cho Bu đi chơi nhá. Ngồi một tí chắc là sốt ruột rồi. Chắc là sốt ruột không hiểu thế nào là đã đòi di chuyển rồi. Đấy. Con cái chắc là đến lâu muộn dỗi rồi. Rồi đấy, chắc là dỗi rồi, con gái đến lâu dỗi rồi, sao không ngồi đấy? Con dâu nó bảo ra kia hóng biển. Ra kia hóng biển hả? Ừ, đấy là nó quất, nó không khỏe. À ngồi nó bảo kia, ngồi cái chỗ này nhìn nó có vẻ là nhìn thấy biển đúng không? Nó ok ok. Đấy có nhìn thấy con cái nó tắm biển ở đây. Không phải dắt, con đi đi. Con dắt để anh bị nhanh quay. Đây. Đấy, đẹp. Ngồi biển, ngồi mát mẻ này đây, rất là đẹp luôn. Đây nhìn ra, nhìn đây view ra biển nhá. Đấy, rất là mát luôn. Mẹ ở đây mẹ uống dừa cho mẹ quả dừa nhá. Đây các bạn, quán này rất là đẹp này. Nó ở này là đấy, Sấp Ba Quy Nhơn đây, đấy rất là đẹp. Mẹ xuống đi, mẹ ngồi dưới gần dìa đi, mát lắm, tắm mà khỏe mẹ. Không ngồi đi. Đã cởi nai nịt ra rồi. Đấy. Ít gió biển này khỏe như thế này, người ta mất bao nhiêu tiền người ta mới đi hàng nghìn km người ta mới hít được cái gió biển này. Đây ở đây chỉ có mấy nghìn xích lô đã được hít gió biển này sướng như thế này. Đây. Đây rất là đẹp nhá mọi người. Đây này. Đấy, khách vào rất là vui. Đấy, phòng trang điểm đây. Đấy, tận nơi cho xem tận nơi. Đấy, phòng đấy, thiết bị dưỡng. Đấy, đấy, sinh nhật hoàn tráng này. Đấy. Đấy. Đây này, Bu đang ngồi xem sinh nhật của Bu này đấy. Đấy. Bu ngồi xem sinh nhật của Bu đấy. Con khách ra sinh nhật bà nhá. Đứng dậy nào. Đây, đấy, hai bố con đang ngồi nhá. Đấy. Nào, ghế sát vào nào, nhìn đây nào. Đây là 1 2 lại nhá. Đây nhìn đây, cái cổ hơi dính cái gì rồi một tí rồi. Mấy cháu đứng vào đi, mấy cháu đứng. Cái giấy à? Rồi. Nào, nhìn nào, 1 2 nhìn đây nào, nhìn đây. Rồi đẹp lắm. Rồi đẹp lắm. Nào nhìn đây nào, 1 2. Rồi rất là đẹp. Sóng biển dạt dào luôn. Đấy. Rất là đẹp. Bãi biển Quy Nhơn. Đây. Rất là đẹp.